Công an tỉnh Gia Lai đã có kết luận ban đầu về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe máy trên quốc lộ 14, địa phận thôn Tao Có, xã Ia Rong, huyện Chư Bư, khiến 18 người bị thương xảy ra vào chiều ngày 17 tháng 8. Theo đó, nguyên nhân được xác định là do bà Ra Lan Hờ Giết, 41 tuổi, ngụ thôn Ta Có, xã Ia Rong, huyện Chư Bư, tỉnh Gia Lai, điều khiển xe máy không giảm tốc độ, không nhường đường khi đi từ đường dân sinh ra đường chính, khiến lái xe khách bị bất ngờ. Kết quả kiểm tra cho thấy, tài xế xe khách Nguyễn Văn Phương, 43 tuổi, ngụ thành phố Bu Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc, không có nồng độ cồn, không có chất ma túy trong cơ thể, có giấy phép lái xe hạng E, còn hạng sử dụng. Xe khách biển số 47B01905 còn hạn đăng kiểm. Còn bà Hờ Z, khi điều khiển xe máy có đội mũ bảo hiểm, cơ quan chức năng đang xác minh nồng độ cồn và giấy phép lái xe. Hiện có 13 nạn nhân trong vụ tai nạn còn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Trong đó, bệnh nhân Hờ Z bị thương rất nặng, đang được điều trị tại khoa hồi sức tích cực.